ở trong kia thì người ở Đắk Nông, người ở Sài Gòn, người ở Bến Tre thì nó không có gần được bà con, cho nên không thể nào có thể gặp được. Chỉ có một mình tôi còn bám trụ lại đây, cho nên cái bữa trưa hôm nay muốn mời về quê để có cái bữa ăn này, trước hết là tạ ơn Đức Chúa Trời vì gìn giữ gia đình của ông bà cụ chúng tôi, sinh ra 6 người con và tất cả bây giờ đều còn đầy đủ 6 người, và hết thải các cháu nội ngoại là gần 60 người. Rồi trở về đây thì gặp lại bà con ở bên nội. Bên nội thì bây giờ chỉ còn lại là con của anh hai Liễn, con của chị Mười, chỉ còn lại chừng đó thôi. Và bên ngoại thì Chúa cho chúng tôi còn lại rất là đông, là con của cậu Cưu ở tại thôn Tư, và con của dì Đời cũng ở tại thôn Tư. Và sáng hôm nay gặp nhau ở đây thì chị rất là vui. Vì hai nữa là tôi cũng chào mừng hết thảy các em, các cháu đến đây buổi trưa hôm nay, và cũng tỏ lòng biết ơn các anh chị em. Tuy rằng xa nhưng mà đối với gia đình chúng tôi, các em, các cháu của chúng tôi vẫn còn có một cái tình thân, vẫn còn thăm hỏi, vẫn còn có những cái quà nho nhỏ. Và cái tình cảm đó tôi nói rằng sống ở trong lòng của anh chị em chúng tôi. Tuy rằng nó có hơi trễ một chút đó thôi, nhưng mà trời nóng thì cũng không sao. Không biết là giới thiệu trước hay là sau khi mình ăn xong, mình cầu nguyện ăn xong rồi mình sẽ giới thiệu bà con để cho các bạn biết rõ. Thôi bây giờ mình ăn đi, cái rồi xong rồi thì tôi sẽ giới thiệu bà con. Bên ngoại những người nào, con của ai, rồi các cậu, các dì, các con nó trở về đây từ Sài Gòn, những cái đứa cháu mà lần đầu tiên mới về đây, đó là điều rất là vui mừng, tạ ơn Chúa. Và bây giờ để bước vào trong cái bữa ăn trưa hôm nay, xin mời cậu anh cầu nguyện cho bữa ăn trưa nay. Xin tất cả mọi người hiệp trung, tôi xin phép được cầu nguyện. Tạ ơn Đức Chúa Trời lắng yêu thương chúng con, cứu chuộc chúng con trong dòng huyết máu của cứu Chúa Giêsu Christ. Chúng con được nuôi dưỡng ở trong Ngài, trong sự quan phòng dẫn dắt của Chúa suốt đoạn đường vừa qua. Ngày hôm nay trong gia tộc chúng con có còn sống đồng ơn Chúa đến ngày hôm nay, và chúng con gìn giữ sự thân thương trong gia tộc gia đình của chúng con. Dù chúng con xa cách nhau về hoàn thể xác, nhưng tấm lòng tinh thần chúng con được gần gũi nhau trong khi mỗi lần chúng con đến với Chúa bằng sự cầu nguyện. Chúng Chúa cho chúng con có gặp được với nhau của bằng ăn thân mật này. Xin Chúa Ngài nhớ đến chúng con và thăm viếng chúng con, để chúng con cứ giữ lòng trung tín với Chúa để trong lòng những ngày còn lại của đời chúng con trên đất này. Có gia đình của 8, gia đình của 7, và có Thúy, đó là điều con gửi khích lệ chúng tôi rất là nhiều khi mà chúng tôi đã qua đời. Bây giờ xin chúng ta cùng dự tiệc với nhau. What are you doing? Mô ý là nghe nó nói tiếng Anh hay quá mà mình không hiểu cái gì. Something is moved long. A lot of water where we got to work. Được 6 triệu. Quá trời em. Her name is Cassie. My name is Cole. When we're in the sea, we're back here, so we see in here, like, it's very beautiful because in the sea, we don't have a lot. Chú về, chú vô hôn gồ, chú dịch. Bây giờ ăn cũng xong thì tôi xin thay cho các em để giới thiệu bà con. Trước hết đó là tiên vi khách hậu vi chủ, dù là em, dù là cháu, nhưng mà mời thì coi như khách, cho nên xin giới thiệu trước. Trước hết đó là xin giới thiệu ông bà Võ Nguyên Hưng là cháu, nhưng mà hiện tại đang làm mục sư. Ông bà Võ Nguyên Hưng á,
mẹ trước của chúng tôi là em của ông cụ, em của ông nội. Dạ. Mà cái tình đó, từ hồi đó giờ thì bà mẹ trước tôi về với lại ông cụ của chúng tôi thì không có phải. Chị Bãi thì năm nay chỉ là gần 90 tuổi rồi. Chị Bãi Anh, chị Bãi Anh. Chị này là hồi từ năm 62 cho đến năm 64 là hai chị em chúng tôi ở của nhà chị. Và hai chị em vừa đi học, tôi thì vừa đi học mai, vừa học đánh máy, rồi cũng vừa mai ở tại Tam Kỳ. Và chị là người nuôi cơm. Và chị kêu ông bà thân của chúng tôi là cậu. Bên nội chúng tôi thì ông nội chúng tôi sinh ra rất là nhiều người con, nhưng mà chỉ còn lại duy nhất có hai người, tức là bà chị hai, tức là bà cô Đàn đó, gọi là bà Nguyễn Thị Tâm, và ông thân của tôi là thứ sáu, còn hai bà. Thì bà thứ sáu và bà thứ hai đó thì đẻ ra cũng nhiều con, bây giờ còn hai người. Người thứ nhất là anh Đoàn Đàn, tức là anh Hai Liễn đó. Đây là anh Liễn, đây là đó, ông Dũng Phú, là hai người con trai của anh Liễn, tức là bên này chúng tôi gây ông nội, bên đó là gây ông ngoại. Chị Đoàn Thị Nhạm đó thì có một người con trai là Thái Thanh Sơn, là bây giờ là đó hai vợ chồng Sơn với lại Dương. Dương đây là con của anh cả Dung, thì có mấy ông cậu. Mẹ tôi thì có một ông cậu là ông cậu Hợi thì không có con, và bà con cô cậu ruột là có ông cậu Cư. Bây giờ thì bên ông cậu Cư á, là cái nhánh đó rất là nhiều con cháu. Bây giờ giới thiệu chung thầy xin ai là con cháu của ông cậu Cư thì xin đứng lên thầy giới thiệu đó. Đây là con của nhà trời, con của Chiến Phương, rồi cô Mười. Ông cậu Cư sinh nhiều con lắm, 11, 12 nữa chị. Có chồng là Thảo, đi Thảo quay ra Thảo ở bên Mỹ, hiện tại đang là sư, có quản nhiệm hội thánh, đồng sư viên bác tiết, và cũng rất là tốt. Và đó là điều mà chúng tôi rất mừng vì bên ngoại, dẫu sao thì vẫn còn lại được có một người đi theo người Chúa, và có gia đình của Thẩm, gia đình của Tám, gia đình của Bảy, cũng là bên ngoại, đó là Thiên Chúa. Đó là điều chúng tôi rất là mừng. Và dì cũng có cái lời vui chào mừng các ta cháu. Bây của ở tại đây thì gia đình của dì Lập. Dì Lập á, thì kêu ông cụ của chúng tôi bằng cậu. À, con của dì Lập thì quý nhân đây cũng rể của dì Lập này. Đây, đúng lại đây coi thể là bao nhiêu người để tôi biết thì không giới thiệu được. Đông hả? Thật sự đó là Thu, nữ là con của con dâu của dì Lập. Thì bà Lập thì đã qua đời rồi. Bây giờ còn con có mấy người con đó. Có Tấm Trang là vợ của Hùng. Rồi con của Hường cũng là con ở bên cậu chỗ cậu em. Bên nhà Lập thì có một người em trai, tức là Phước là đứng ở đó, có vợ có con. Và bây giờ cũng là kêu bên chúng tôi là anh chị và con. Anh con ca. Rồi bây giờ còn là 6 ca nữa. Ông nội của kia đây, ông nội của tôi và ông nội của Nam cùng một ông cốt, ba ông nội và cùng một ông cốt đó. Tức là kìa thì bây giờ có con trai con gái ở đâu rồi, không có ở đây, chứ là cậu mọi kìa. Có đứa con gái ở đây, con gái thì đang học vị Chúa ở đảo Quảng Ngãi. Và bây giờ cùng hai vị chồng về đó, cũng rất là mừng vì có cái cơ hội đến gặp lại. Năm nay là 72 đó, đúng theo cái tuổi sinh. Và tất cả những con cháu của gia đình của anh Nguyễn Ngọc Anh đi đến đây tôi qua nè. Cậu Ni á là con trai thứ hai, con trai thứ con hai là cháu nội đó, con trai là con trai thì thứ năm cũng có, cậu Ni là mấy người con gái và có người rể đó, chuẩn bị có một người rể nữa mà chưa. Rồi cậu thứ sáu thì bây giờ đang ở Đức chưa có về được, cũng coi như nghe nói là thánh bãi này sẽ về thăm nhà. Rồi cái cô thứ bảy là cô Út á, cô Út đây ra rồi. Con gái lớn ra đầu. Bé nào quay ra bái đầu là Hồng Ngọc, thì đó là người ở gia đình của Thanh Tâm. Thanh Tâm đâu rồi? Thanh Tâm đó. Thanh Tâm gia đình của Thiên Trạch.
Cạc đâu? Cạc đó là ngược nó với Đạt. Đấy, vợ thì cũng không về được. Đây, gia đình của Thiên Tư. Gia đình Thiên Tư thì đó, con trai của Thiên Tư. Văn Thiên đâu nữa rồi đó. Con gái nữa rồi. Đấy, đó, hai đứa ra. Có hai đứa con. Dạ. Rồi, Bảo. Rồi tới Thúy. Thúy thì đó. Không thì đây, hai đứa, cũng hai đứa con trai. Đó là thằng lớn và thằng nhỏ. Thiên Trình với Thiên Triệu. Dạ, rồi. Còn đây là Thu. Gia đình của Thu và cô đó làm đó là con gái út. Cũng có một nửa đây, còn một nửa không biết chưa, ở ngõ môn đó chưa biết. Dạ đó. Cảm ơn Chúa một điều là gia đình chúng tôi rất là vui. Cái những người ngồi đây có thể là đời thứ ba hoặc đời thứ tư, nhưng mà mình chờ hỏi với nhau thì nó cũng rất là thân thiết. Tôi nhớ hồi trước cái bà tục cho nên á, mình gặp nhau mình hỏi hỏi, không phải mình giúp nhau bằng tiền bạc hay là mình giúp nhau có gì, nhưng mà chỉ cần một lời hỏi thăm, và đó là cái tốt hơn những cái bình thường. Mình thấy rằng gần thì mình hỏi chơi từ xa thôi, nó không phải như vậy. Vậy thì đây là điều mà tới bữa trưa hôm nay rất là vui vì gặp được hết thảy các anh chị em, các cháu, các em, các cô. Tôi mừng cảm ơn Chúa. Và là chốt lại cũng là trở lại như cái hồi đầu, tức là thiệt sự ra cảm ơn vô cùng vợ chồng của cậu kia. Xin Chúa ban phước lại cho vợ chồng của cậu mợ. Chúa tiếp trợ cho lo liệu cho mọi sự. Cậu kia hồi nãy gợi ý là nên chụp một mô hình cho tất cả mọi người mà chúng ta có ở đây đó. Thành thử ra bây giờ là anh Hùng và một số người sẽ sắp xếp để chúng ta sẽ ngồi đứng và ngồi phía trước các con nhỏ, hoặc là một số thanh niên sẽ ngồi phía trước, rồi sắp xếp một dãy ghế để những người lớn ngồi. Sau đó chúng ta có một hàng đứng phía sau, và nếu cần thì sẽ để ghế để đứng thêm một hàng phía sau nữa. Thế là mình có bốn hàng. Bây giờ